nằm trên vỉa hè đường Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, tồn tại một quán chè nhỏ nhoi, chỉ với duy nhất cây đèn dầu thắp sáng đã tồn tại hơn 40 năm nay. Quán chè ấy mọi người hay gọi quán ông bà Tư. Cả hai vợ chồng đều đã ngoài 70 tuổi. Gọi là quán cho sang, thực ra nó chỉ nằm gọn một góc nhỏ ở vỉa hè. Vừa đủ để ông bà Tư bày mấy nồi chè cùng vài chiếc ghế nhựa cho khách ngồi ăn chè. Dù quán nhỏ nhưng lúc nào cũng nườm nượp khách, phần vì chè ngon và cũng để ủng hộ cho đôi vợ chồng già. Bà Tư tâm sự, bà mở quán chè chỉ sau giải phóng một năm, tức là sau năm 1975. Sau giải phóng, được người bạn chỉ cho làm chè mang ra vỉa hè bán, kiếm tiền lo cho gia đình. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ bán đỡ một thời gian cho qua khó khăn, nhưng nó như cái nghiệp gắn vào hai vợ chồng. Kể từ ngày làm công việc này, tôi và chồng chưa nghỉ một ngày nào cả. Quán chè bắt đầu mở từ 20 giờ tối. Hai ông bà dùng xe đẩy những nồi chè nóng hổi vừa mới nấu ở nhà xong mang ra vỉa hè quen thuộc trên đường Nguyễn Kiệm để bán. Đặc điểm để mọi người nhớ tới quán chè của ông bà Tư là cây đèn dầu đã gắn bó với ông bà hơn 40 năm nay. Ở góc nhỏ tối om, ánh sáng chiếc đèn dầu soi vừa đủ để mọi người nhận thấy quán chè ông bà đang mở. Mặc dù quán được nhiều người biết đến, nhưng ông bà Tư không có ý định tăng giá. Nhiều người khuyên tôi tăng giá chè lên, chứ bán giá như thế làm sao đủ tiền mua nguyên liệu và công sức. Tôi bán chủ yếu khách quen, sinh viên nên giá như vậy là phù hợp, có tăng thêm vài nghìn thì mình cũng không giàu lên được, bà Tư chia sẻ. Quán chè của ông bà Tư đông khách, thường hết sớm. Nhưng có những hôm trời mưa, khách tới ăn chè ít, nên hai ông bà phải ngồi đến 2 giờ sáng mới về vì nồi chè chưa vơi đi nhiều. Ông Tư tâm sự, khi nào hai vợ chồng không đủ sức để bán nữa mới nghỉ. Đây vừa là cái nghề, cũng vừa là nơi gắn bó nhiều kỷ niệm của họ. Mọi người hay gọi vợ chồng bán chè với tên thân mật ông bà Tư. Quán nhỏ nhưng lúc nào khách cũng đến nườm nượp vì chè ngon, giá lại rẻ. Trừ những ngày gió trở trời, ông bà Tư đau ốm không thể nấu chè bán. Còn bình thường thì ông bà vẫn đều đặn 20 giờ dọn hàng ra bán chè. Chè ở quán chỉ có 5 loại: chè chuối chưng, chè trôi nước, chè táo sọn, chè đậu trắng, chè đậu xanh bột bán. Một chén chỉ 5.000 đồng. Quán chỉ vài chiếc ghế, mấy nồi chè, nhưng giúp ông bà trang trải cuộc sống, nuôi các con khôn lớn. Những chén chè thơm ngon, ngọt liệm do chính tay ông bà Tư nấu, được khách mê mẩn. Thời gian trôi đi, từ những ngày đầu đường phố vắng xe cộ, thưa thớt nhà cửa, cho đến bây giờ đông đúc nhộn nhịp. Quán chè của hai vợ chồng tuổi ngoài 70 vẫn lặng lẽ tồn tại nếp mình ở một góc nhỏ. Chè ngon, khách này giới thiệu cho người kia nên quán chè lúc nào cũng đông khách. Có những người nước ngoài được bạn bè dẫn tới thưởng thức chè ở quán ông bà Tư. Cây đèn dầu là đặc điểm khác biệt giữa quán này với những quán chè khác. Cây đèn lúc nào cũng được thắp lên khi ông bà dọn hàng ra bán. Tuổi già, sức yếu, nhiều căn bệnh hành hạ, nhưng ông bà Tư vẫn chưa nghỉ bán. Nhờ bán chè mà vợ chồng tôi có được cuộc sống ổn định, lo cho con cái khôn lớn. Nhiều lúc đã có ý định nghỉ bán, nhưng không thể bỏ được, vợ chồng bà Tư tâm sự. Tư ở đây bán từ năm 1976 đến giờ hả bà Tư? Em tăng giá bán 76 đúng rồi con. Cái giá là 42 năm rồi đó. Sao bà Tư không lên giá rồi bà Tư bán 5.000 hả bà Tư? Hồi xưa bán giá khác là phải giá thị con. Hồi xưa 3 ngào, 5 ngào, 7 ngào một đồng. Bây giờ là lên giá rồi đó. Ông mày có đi không? Sao mày biết gì vậy? Con đi, đỡ con đi. Sao con thấy 5.000 bán còn rẻ? Sao bà Tư đủ? Bán bình chân đó con ơi. Bán ngoài đường sáng. Chủ yếu là khách quen hoặc là lớn. Tại
đâu có tốn tiền mặt bằng gì đâu con. Con đừng có cho một lần bán vậy thôi con, nào giờ lên giá thì thôi. Chè nào bà Tư cũng bỏ nước dừa hả bà Tư? À có cái bỏ cái không con, có nước không có nước dừa. Cái này không nước dừa, đậu trắng không nước dừa. Nhưng mà ăn thì chế nước dừa vô. Dạ. Cách hàng là cho nước dừa vô. Nấu trong đó thì có cái cho cái không. Chú có nước dừa nè, cái này có nước dừa. Còn bao này không có nước dừa. Buổi sáng là bà Tư đi chợ rồi. Buổi sáng á, sớm trưa 12 giờ mấy, 1 giờ mới đi con ơi. Xong rồi bà Tư nấu bếp ga hay bếp củi vậy là? Nấu bếp ga. Bởi vì bà Tư không lên giá là vì bán cho khách người quen với lại khách quen thuộc của em. Quen cả gì cũng lắm hết, mình kiếm cũng 5.000 thôi. Dạ. Bán đồng giá hết à. Thì bán lâu đó lại bà Tư lên đi cho nó cái công mình cũng đỡ hơn. Dạ lên 20.000 chén nha. Mỗi lần khách đến thêm mua là mua 4-5 bịch trở lên không các bạn? Tại vì chờ rất là lâu. Mà một món thì lại ít nữa cho nên là đa số mọi người lại đây mua là mỗi loại một phần mang về. Bên trong là ông Tư đó các bạn. Ông Tư ra đây mỗi ngày để phụ bà Tư rửa những cái chén mà thực khách đã ăn xong. Con chú là chú chân mà bà Tư. À thì chú chân. Chứ không phải chú nướng hả? À chú nướng đâu vậy.